Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm đề tài tiếp theo là đề tài Vatican là xưởng sản xuất phép lạ. Sự lâm phát phép lạ của Vatican đi kèm theo tín điều giáo hoàng không thể sai lầm, làm cho các giáo phái Kitô khác như Anh giáo, Tin lành, Chính thống giáo đâm ra lo sợ vì nó có thể tạo ra sự sụp đổ của Công giáo La Mã và kéo theo sự sụp đổ của toàn thể Kitô giáo. Các giáo phái Kitô chú ý theo dõi các hành động của Vatican và giáo hoàng. Dưới con mắt của họ, cái tín điều giáo hoàng bất khả ngộ có thể là một con dao hai lưỡi. Họ nghi ngờ giáo hoàng có thể là một Judas. Chúa Giêsu có 12 tông đồ, trong đó có một Judas. Chẳng lẽ trong số 263 tông đồ giàu có là có giáo hoàng lại chẳng có một Judas tân thời? Judas Iscariot, phản Chúa thì Chúa, chỉ chết có mấy giờ rồi tỉnh lại, khỏe ra. Còn nếu Judas tân thời phản Chúa thì Chúa sẽ đi luôn, không bao giờ trở lại. Sau khi đệ nhất thế chiến chấm dứt vào năm 1945, Vatican thấy các quốc gia rục rịch lập tổ chức Liên Hợp Quốc nên phì ra vụ Đức Mẹ hiện ra tại Amsterdam, Hòa Lan với cô gái tên là Ide Bedeman. Đức Mẹ tự xưng với cô gái danh hiệu Đức Mẹ gọi mọi quốc gia. Điều đáng chú ý nhất là trong lần hiện ra này, Đức Mẹ chỉ thị cho cô Ida phải thỉnh cầu với giáo hoàng Pio thứ 12 công bố một tín điều cuối cùng về Đức Mẹ là tín điều Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Vào năm 1950, giáo hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời với xác nhận việc Đức Mẹ hiện ra là người thật, nguyên vẹn hồn xác như cách đây 2.000 năm. Từ đó đến nay, chỉ trong vòng 50 năm, số lần Đức Mẹ hiện ra gấp nhiều lần tổng số lần từ năm 1950 trở về trước cộng lại. Nổi tiếng nhất là lần Đức Mẹ hiện ra ở Ravanda năm 1981 và năm 1989. Vụ Đức Mẹ hiện ra cùng 6 em nhỏ ở Midi Bonsina năm 1981, Đức Mẹ xưng là Nữ Vương Hòa Bình. Từ năm 1981 đến nay, năm 1997, có tới 20 triệu tín đồ đến đây hành hương. Cũng từ năm 1950 đến nay, trong thế giới Công giáo phát sinh ra hàng trăm tờ báo lá cải chuyên viết đủ thứ chuyện về Đức Mẹ. Tương tự như ở trái tim Đức Mẹ và hàng ngàn bản tin như bản tin Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ của dòng Đồng Công Missouri. Chưa có thế kỷ nào việc tôn thờ Đức Mẹ Maria ồn ào náo nhiệt cho bằng thế kỷ 20. Mọi nơi trên thế giới đều có cha cố hay giáo dân báo cáo là có thấy Đức Mẹ hiện ra. Mấy năm trước đây tại Phoenix và Cleveland, Hoa Kỳ cũng ồn lên về việc Đức Mẹ hiện ra ở vùng này. Việc hành hương thăm viếng ở các nơi có tin đồn Đức Mẹ hiện ra đã biến thành một kỹ nghệ hốt bạc của các tu sĩ và nhà thờ Công giáo. Việc phát hành các băng video về hình ảnh Đức Mẹ khóc, đức tượng Đức Mẹ chảy máu, hình Đức Mẹ chiếu trên mây hoặc trên các tấm kiến của bưu điện cao ốc, trên nóc nhà thờ vân vân, tất cả đều được tung ra thị trường nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ và lòng say mê phép lạ của tín đồ Công giáo. Theo nhận xét của nhiều ký giả theo dõi sự kiện này thì Đức Mẹ hiện ra ngày càng trở nên thành một bà vợ hấp dẫn hơn xưa của Đức Chúa Thánh Thần. Sau năm 1945, Pio thứ 12 muốn công bố tín điều cuối cùng về Đức Mẹ nên đã tung tin Đức Mẹ hiện ra với cô Ida Bendeman ở Amsterdam, phải ra lệnh phải thỉnh cầu giáo hoàng công bố tín điều Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Và đây cũng là lý do tại sao có việc linh mục Trần Đình Thủ lập dòng đồng công tại Bùi Chu cuối thập niên năm 1940. Cũng cần nhắc lại Pio thứ 12 do
BO12 cũng vận động Hoa Kỳ dội từ 1 tháng 6 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt. Là tên tội phạm trong đệ nhị thế chiến, vì y đã giúp Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái. Hiện nay tại bảo tàng viện Rock ở New York có phòng triển lãm tội ác của BO thứ 12 dưới bản hiệu The Nazi Boat at Roma, tên đồ tể Đức Quốc xã tại Roma. Không riêng gì giáo dân tại Việt Nam mà từ khắp nơi trên thế giới, trong 10 năm đang ráo riết vận động giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị công bố tín điều Đức Mẹ đồng công. Điều đó cho thấy Vatican dưới thời Pio thứ 12 đã vận động công giáo khắp nơi thỉnh cầu y ban hành tín điều này. Vatican biết rõ công giáo Việt Nam là giáo hội cuồng tín nhất nên đã chọn Bùi Chu làm nơi lập dòng đồng công để quảng bá tín điều này. Trước khi tòa thánh chính thức công bố, công giáo Việt Nam đã ngoan ngoãn vâng theo chỉ thị của Pio thứ 12, chứ không phải là một sáng kiến của tu sĩ Việt Nam trong việc lập dòng tu mới này. Hậu quả của tín điều Đức Mẹ đồng công sẽ buộc mọi giáo dân phải tin ba điều. Đức Mẹ là người tích cực góp công với Chúa Giêsu hoàn thành cuộc thí mạng để chuộc tội tổ tông. Tội tổ tông là tội tổ tiên loài người cách đây khoảng 6.000 năm. Theo giáo lý công giáo, đã dám ăn trái táo trị giá khoảng 25 xu ngày nay, nên Chúa phạt mọi người phải chết, làm việc vất vả mới kiếm được miếng ăn, và phụ nữ phải mang nặng để đau. Mọi ân sủng của Chúa ban cho loài người không bao giờ đi trực tiếp mà phải qua người trung gian là Đức Mẹ. Mọi giáo dân từ nay không được cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa mà phải qua người trung gian Đức Mẹ, để sau đó Đức Mẹ sẽ chuyển lời cầu nguyện của mọi người lên Chúa Giêsu, con của Mẹ. Với những nhiệm vụ kể trên, từ nay Đức Mẹ sẽ phải đóng 3 vai trò một lúc. 1. Đấng đồng công cứu chuộc. 2. Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. 3. Luật sư biện hộ cho loài người, vì loài người không thể tự biện hộ trước mặt Chúa. Với tín điều Đức Mẹ đồng công, từ nay Đức Mẹ không còn đóng vai tôi tớ của Chúa mà được vinh thăng lên thành ngôi thứ tư của Thiên Chúa. Như vậy phong trào đấu tranh của phụ nữ thế giới sẽ không còn lý do gì để gọi Thiên Chúa là công giáo, là đấng toàn năng được. Được nữa, từ nay Vatican đưa ra thuyết Đức Mẹ đồng công sau đệ nhị thế chiến đã bị các lãnh đạo tôn giáo khác chỉ trích nặng nề. Giáo phụ Rock Bastia, lãnh tụ chính thống giáo Hoa Kỳ, gọi tín điều đồng công là dị giáo và kẻ chủ trương tín điều ấy cần được đưa lên giàn hỏa của thời Trung Cổ. Nhà thần học nổi tiếng hiện nay của Anh giáo William Rankin tuyên bố tín điều đồng công là cái đinh cuối cùng đóng nắp quan tài của sự hiệp thông hòa giải giữa Anh giáo và Công giáo La Mã. Các giáo phái Tin Lành khắp thế giới đưa ra nhận xét chung là Vatican lợi dụng tín điều đồng công để làm giảm giá trị của Chúa Giêsu và làm tăng uy quyền của giáo hoàng. Điều này hoàn toàn không có căn bản thánh kinh và chống lại Kitô giáo. Thánh kinh đã xác nhận chỉ có một trung gian duy nhất Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu mang hai bản tính Thiên Chúa và con người. Lên tiếng chỉ trích tín điều đồng công một cách mạnh mẽ nhất là nhà thần học Công giáo người Pháp Laurentius. Ông tuyên bố sự chết của Chúa Giêsu là đầy đủ trọn vẹn để cứu chuộc loài người. Chúa Giêsu là người duy nhất cứu chuộc và không cần ai khác phải cộng tác để hoàn thành việc này. Một số người ngoại giáo nhìn vào cuộc tranh luận của các nhà thần học cũng muốn xía vô góp ý Judas Iscariot mới là người tích cực đồng công cứu chuộc, vì nếu không có Judas thì Chúa Giêsu không thể bị đóng đinh trên thập tự giá để thực hiện sứ mạng cứu thế được. Chẳng lẽ Chúa tự ý lăn đùng ra chết để cứu thế sao? Tuy nhiên, giáo hoàng La Mã đâu có cần để ý tới các ý kiến của bất cứ ai, vì giáo hoàng là người duy nhất trên thế gian có khả năng tự nhận không thể sai lầm,
nên Ngài có toàn quyền quyết định về chân lý. Giáo hoàng xuất thân từ Ba Lan, vốn là quốc gia toàn tòng Công giáo và rất tôn sùng Đức Mẹ Maria. Bất cứ điều gì Ngài cũng quy cho Đức Mẹ, chẳng hạn như vụ Ngài thoát chết trong vụ ám sát Hục năm 1981. Ngài tin là Đức Mẹ Fatima đã cứu Ngài. Khẩu hiệu của Ngài là Totus, Tut có nghĩa là tất cả do Mẹ. Hàng năm Giáo hoàng thuyết giảng cả trăm lần về Đức Mẹ, và Ngài luôn luôn tôn xưng Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Trong tháng 4 năm 1997, Giáo hoàng tuyên bố một câu rất độc đáo về Đức Mẹ sau khi dựng lên Adam và Eva. Nay Thiên Chúa muốn đặt Đức Mẹ Maria làm bà Eva mới lên, mới bên một ông Adam mới và Chúa Giêsu trong công cuộc cứu chuộc tội lỗi loài người. Như vậy Đức Mẹ trong vai trò là bà Eva mới sẽ trở thành thần tượng hoàn hảo nhất của giáo hội, đó là Đức Mẹ trong vai trò đồng công cứu chuộc. Người đứng đầu công cuộc vận động cho tín điều mới này tại Hoa Kỳ là giáo sư thần học Mark Miravon thuộc trường đại học Francisco ở Ohio. Trong ông được coi là chuyên gia về môn học nghiên cứu Đức Mẹ. Trước đây đã quả quyết là Giáo hoàng John Paul đệ nhị sẽ công bố tín điều Đức Mẹ đồng công trước năm 2000. Nay đã qua năm 2000 nhưng vẫn chưa thấy Vatican có quyết định gì vấn đề này. Vào tháng 7 năm 1997, Vatican đã triệu tập một hội nghị gồm có 23 Mario Logetic bỏ phiếu để lấy biểu quyết. Kết quả là 0-23 tỷ số tuyệt đối chống tín điều Đức Mẹ đồng công. Do vậy, đến nay Vatican vẫn tỏ ra dè dặt chưa vội công bố chính thức tín điều này. Điều khó khăn lớn là giáo hội Công giáo đang phải đối phó với phong trào phụ nữ bỏ đạo đang diễn ra mạnh mẽ tại các nước phát triển có nền văn hóa cao, khiến cho số người tín đồ giảm sút mau lẹ. Chúng ta đã biết điều này như đã trình bày sơ qua ở đoạn trên khi đề cập các tác phẩm The Recovering Catholic. Giáo lý Công giáo dựa vào học thuyết của Augustine miệt thị phụ nữ quá đáng. Họ coi phụ nữ là cửa hỏa ngục, là đồng minh của quỷ Satan. Trước công đồng Vatican II năm 1958, năm 1962, mọi phụ nữ kể cả nữ tu đều bị cấm không được tới gần cung thánh, tức khu vực gần bàn thờ nơi linh mục làm lễ. Công giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo thù nghịch đã từng giết nhau, làm thiệt mạng nhiều chục triệu người trong thời Trung Cổ. Nhưng cả hai tôn giáo này lại đoàn kết kháng khích với nhau, lại diễn đàn Liên Hiệp Quốc trong tinh thần thù hận đàn bà. Các tu sĩ Công giáo đều đã được giáo dục từ tấm bé, cái óc coi khinh phụ nữ và cái đinh, cái định kiến khiến bệnh hoạn về các vấn đề giới tính của phụ nữ, coi bản năng sinh lý, nhân bản là không trong sạch, coi sự biểu lộ nữ tính của phụ nữ là khoe khoang. Tác giả John Mel kết luận tóm tắt như sau: Công giáo La Mã là kẻ đạo đức giả, họ chống ngừa thai và kế hoạch hạn chế sinh đẻ để kiềm chế các nước nghèo tiếp tục chìm đắm trong sự nghèo đói ngu dốt để có môi trường truyền đạo và giữ đạo. Bản chất của Công giáo là gian trá và lừa dối, chỉ có thể phát triển ở những nước nghèo đói về kinh tế và ngu dốt về tinh thần mà thôi. Cứ nhìn vào các nước Công giáo như Philippines, các nước Công giáo thuộc Trung Nam Mỹ và châu Phi châu, ta sẽ phải ngạc nhiên thấy các nhà thờ Công giáo hết sức giàu có ở giữa đám tín đồ nghèo khổ cùng cực. Tòa thánh có ngân hàng riêng, có chân trong nhiều tổ chức kinh doanh quốc tế và nhất là các thị trường chứng khoán. Tòa thánh nắm nhiều cổ phần trong nhiều công ty sản xuất vũ khí và sản xuất thuốc ngừa thai, trong khi vẫn lớn tiếng cổ vũ hòa bình và chống kế hoạch gia đình. Tòa thánh là một con buôn khổng lồ đội lốt tôn giáo. Họ luôn luôn nói tới bác ái, nhưng chẳng bao giờ họ chịu bỏ tiền giúp các
gia đình nghèo không có điều kiện và khuyến khích các phụ nữ nghèo đẻ thật nhiều để bị chết đói và bệnh tật. Vấn đề bác ái thật sự không phải là cứ sinh nhiều con, mà là liệu có đủ khả năng nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ chúng hay không. Sự bỏ đạo của phụ nữ kéo theo sự bỏ đạo của những đứa con và thân nhân của họ. Tác dụng dây chuyền này sẽ mau chóng đưa đến sự tan rã của giáo hội Công giáo tại Tây Phương. Lịch sử giáo hội Công giáo xưa nay đã có truyền thống sử dụng Đức Mẹ Maria như một thứ vũ khí của chiến tranh tâm lý để đối phó với chủ nghĩa siêu nhiên của Nietzsche hoặc chủ nghĩa cộng sản của Marx. Công giáo La Mã sử dụng Đức Mẹ như một khuôn mặt nữ phản chứng. Do đó họ đã phát minh ra các tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, đồng công cứu chuộc, không ngoài mục đích gián tiếp đề cao phụ nữ. Như đã nói ở phần trước, họ đã lỡ dựng lên ba ngôi Thiên Chúa đều thuộc giống đực. Nay họ vớt vát đôi chút cái lầm lỡ này bằng cách đặt thêm Đức Mẹ vào thành bộ Tư Thiên Chúa, và Đức Mẹ chính là đại diện cho phụ nữ toàn thế giới bên cạnh Thiên Chúa nam giới tối cao. Từ xưa đến nay, Đức Mẹ Maria chỉ được giáo hội Công giáo cho đóng vai tỳ nữ bên cạnh Thiên Chúa ba ngôi. Này không phải vì thương tình đối với Đức Mẹ, giáo hội Công giáo buộc lòng phải thăng chức cho Đức Mẹ để đối phó với phong trào đấu tranh nhân quyền của phụ nữ, và nhất là phong trào phụ nữ Tây Phương bỏ đạo hàng loạt. Tuy nhiên, âm mưu đen tối của Vatican không dễ gì có thể thực hiện được vì đã bị các giáo phái Kitô khác chống đối mạnh mẽ. Vatican cũng gặp phải sự chống đối ngay trong nội bộ giáo hội. Nói chung, giáo hội Kitô được coi là hiện thân của Chúa Giêsu, đáng lẽ ra họ phải có cơ thể duy nhất. Nhưng cơ thể Kitô đã bị chia năm xẻ bảy, càng ngày càng phân hóa. Ước mơ thống nhất Kitô giáo và Vatican được nêu lên rầm rộ trong Công đồng Vatican II năm 1962, năm 1965 đã hoàn toàn bị thất bại. Nay nếu giáo hoàng Giăng Phao Lô đệ nhị cả gan công bố tín điều Đức Mẹ đồng công thì sự tan vỡ của Kitô giáo sẽ thành vĩnh viễn. Sẽ không còn một giáo phái Kitô nào có thể tin được ý muốn hòa giải thật lòng của Công giáo La Mã. Thế giới cũng không thể tin được sự thành khẩn xin lỗi của giáo hoàng về các lỗi lầm của giáo hội Công giáo trong hơn ngàn năm qua. Bởi vì khi xin lỗi, giáo hoàng đã nại cớ sai lầm là bản tính con người. Một khi công bố tín điều Đức Mẹ đồng công là tái xác nhận tín điều không thuộc bản tính con người, là giáo hoàng không thể sai lầm. Theo Thánh Kinh Tân Ước thì Chúa Giêsu lập giáo hội Kitô, không phải giáo hội Công giáo La Mã. Trên hoàng đá Phêrô, Simon Phêrô, Saint Phêrô, Man Rock và chú phán quỷ hóa ngục sẽ không phá nổi giáo hội Kitô của Ngài. Từ xưa đến nay chẳng có quỷ nào dám đến phá hội giáo hội. Vậy mà giáo hội tự phân hủy rã ra từng mảnh. Mảnh lớn nhất là Tin Lành 523 triệu tín đồ, mảnh thứ hai là Chính Thống Giáo 167 triệu và Anh Giáo 67 triệu. Căn cứ theo lịch sử thì giáo hội Kitô nguyên thủy chỉ tồn tại được 3 thế kỷ đầu công nguyên. Kẻ đầu tiên tiêu diệt đạo Kitô nguyên thủy là Constantine the Great, đóng đô tại Constantinople tức Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Đạo Công giáo La Mã không xuất phát từ Giêsu mà xuất phát từ tham vọng của đế quốc La Mã. Tội ác của đế quốc La Mã là xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo nguyên thủy và xóa bỏ nền văn minh khoa học của Hy Lạp. Kết quả là nhân loại đã bỏ phí đi nhiều thế kỷ sống trong sự tối tăm ngu dốt. Công giáo La Mã là thủ phạm gây ra thời đại đen tối kéo dài trên ngàn năm trong tâm hồn người Tây Phương. Và do đó người Tây Phương đã gieo rắc biết bao tai ương cho nhân loại. Công giáo La Mã là tên tội phạm lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Ngày nay, giới trí thức Công giáo Tây Phương đã có rất nhiều người tỉnh ngộ. Họ đã đem tâm hồn và trí óc viết lên trên những tác phẩm có giá trị cao và đạt hiệu quả
khai sáng tâm linh hữu hiệu. Nhờ đó chúng ta mới có tài liệu quý báu khai sáng tâm linh của đồng bào mình. Mọi người trí thức ngoại giáo cũng như những người trí thức công giáo tỉnh ngộ cần hợp tác với nhau để đẩy mạnh cuộc khai sáng tâm linh của những tín đồ cuồng tín. Đó là việc làm hết sức cao cả và cần thiết để tránh cho dân tộc ta khỏi lâm vào tình trạng bi thảm như đã diễn ra tại Bosnia, Kosovo, Rwanda hoặc đang tiếp diễn tại Ái Nhĩ Lan. Thủ phạm chính yếu của các cuộc chiến tranh tôn giáo là các tu sĩ tham quyền hãm lợi. Ngoài miệng họ nhân danh Thiên Chúa để làm chuyện này chuyện nọ, thực chất họ chỉ nhân danh lòng tham ích kỷ của họ mà thôi. Hòn đá Phêrô mà trên đó Giêsu hoặc Công Tê Tinh xây dựng giáo hội thực chất chỉ là đá vôi hoặc đất sét đã đang rã ra thành bùn. Nó tự tan rã do bản chất gian ác lừa dối của nó, chứ sự thật khó ai phá vỡ nổi nó, vì nó là trung tâm quyền lực của quỷ. Có thể nói Công giáo La Mã thực chất là một tên khủng bố vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Các cuộc thánh chiến, tòa án dị giáo, các gato, Holocaust đều là sản phẩm phát sinh từ chính sách khủng bố của Vatican. Gần 2.000 năm qua, các lương tâm sáng suốt và thiện lành của nhân loại đã bị chính sách khủng bố của Vatican bịt miệng. Lòng căm thù của Vatican của nhân loại đã ngất cao như núi. Do đó cái chết của Vatican rồi đây sẽ phải là cái chết tức tưởi ô nhục trước nỗi vui mừng của toàn thể nhân loại. Vatican biết nó sắp chết trong cuộc vận động rầm rộ hiện nay trong thế giới Công giáo do tín điều Đức Mẹ Đồng Công, thực chất chỉ là một tiếng kêu chới với của một kẻ sắp chết. Hình ảnh Đức Mẹ nhân từ là cái phao cuối cùng mà Vatican bám víu với hy vọng cứu sống giáo hội Công giáo thêm một thời gian nữa. Trong những thế kỷ qua, giáo hội Công giáo đã sống không phải do ơn của Thiên Chúa Ba Ngôi mà thật sự do ơn Đức Mẹ. Cái thế giới Công giáo trong những thế kỷ qua là cái thế giới ngột ngạt của hàng nam tu sĩ bệnh hoạn mà đa số đều mắc bệnh bạo dâm. Đa số họ chỉ có thể đã khoái cảm tột độ khi được chứng kiến cảnh đổ máu giống như Tây Ban Nha thích những trận đấu bò. Barbara Harrison, tác giả bài viết của My Ever, My Mary, đăng trong New West ngày 25 tháng 8 năm 1997, đã viết rất chí lý. Thân xác Đức Mẹ Maria gắn liền với giáo hội Công giáo trong thế giới vật chất. Nếu không có Đức Mẹ thì cái giáo hội Công giáo đã chết ngợp từ lâu. Vì cái bầu không khí ngột ngạt thiếu dưỡng khí của các tu sĩ đàn ông, chắc chắn vong linh của Đức Mẹ Maria đã phải khóc nhiều lần về các tội ác tày đình của giáo hội Công giáo, thực chất là giáo hội của ác quỷ núp bóng của người. Sự kiên nhẫn của Đức Mẹ dù có lớn lao đến đâu cũng phải tới một giới hạn, là vứt cái giáo hội của tội ác đó vào lửa hỏa ngục. Mọi tổ chức chính trị hay tôn giáo được xây dựng trên nền tảng phi nhân và dối trá cuối cùng đều phải lãnh nhận hậu cái số phận thảm khốc ô nhục. Sự chiến thắng vinh quang cuối cùng phải là sự chiến thắng vinh quang của lẽ thật. Chắc Ly Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh để được có những clip mới. Mến chào, tạm biệt các bạn.